là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc Zimmer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thật vui nhộn, mắt như mắt trăng. Nặng quá rồi, nặng. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng, tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Yêu vốn tập giả gói gọn trong Duy Nguyễn Diêm Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Công ty BBT quay lại với các bạn trong chương trình Duy Nguyễn Diêm Phổ đã bị gián đoạn hơn một năm vì những lý do kỹ thuật khác nhau. Cái giọng đang khàn nhưng mà vẫn yêu Diêm, vẫn quay Diêm Phổ. Đó là cái tình yêu Diêm cháy bỏng của Duy Nguyễn đại diện công ty BBT như thế hệ trẻ streamer Việt Nam gửi đến chúng ta. Có thể là trong video này nó trào phúng, nó là vui, nó là giỡn, nhưng trong giỡn nó có học và nó có một cái sự thật nào đó, nó có một cái gì đó mà như tâm huyết trải nghiệm với tất cả các bạn trẻ. Đối tượng xem video của Duy Nguyễn rất nhiều, có thể là các bạn trẻ, người lớn tuổi đó, nên trong quá trình Duy Nguyễn có... đúng không mấy em đó thành công. Duy Nguyễn như phổ tầng 5 lưng xô nhưng mà căng cơ vai nó mới sốc. Duy trì cường độ tối đa không nghỉ. Đây là máy đa năng của THOL, 150 triệu. Phu sĩ. Chúng ta làm cho những cái nhóm cơ chúng ta nó chuẩn bị hoạt động để chúng ta thực tập cơ thể tốt trong những rep thật. Mình căng như vậy làm nóng cơ thể. Căng cơ nha các bạn. Căng khoảng bao lâu anh? Ráng nghỉ à? 30 giây cũng được, 1 phút cũng được. 30 giây hoặc 1 phút thôi mọi người nha. Hôm nay anh sử dụng gì đây? Bí mật. Vô liên hệ BBT đi rồi biết. Có những điều không thể nói trên này. 1900 2050. Ở trong cái giáo án á thì Duy chỉ các bạn là đầy đủ luôn, phụ kiện này nó kia kiểu, đúng không? Còn ở đây á là Duy tập theo cái phong cách, và Duy tập theo, nói chung là Duy tập lâu rồi thì có thể sẽ đổi một chút xíu trong đó. Nghe đổi chút xíu trong đó. Go. Cái động. Bây giờ lên 20. Trong phòng gym á, nếu mà chúng ta làm mất đi cái cảm giác, cái feeling là cái buổi tập ta thất bại. Cái mà Duy muốn truyền tải với các bạn đó là ngọn lửa, là feeling, là cảm hứng gym. Chứ không phải là tập bài này kết hợp bài này kết hợp bài này nó ra được cục cơ này. Cái đó là mấy thằng lừa tình trên mạng nha. Vô. Một. Hai, ba, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai.
Lâm, tập cái này không có thả hết tay nha. Nhìn nè, không gì thả tới đây nè, không có để như vậy nha. Đó, vậy ha, thả tới đây nè, xong rồi giật á, mấy cái đầu nó còn mạnh á, giật lên đây phun răng, mấy cái sau mà nó te nách rồi đó giật như vậy thôi, động liên tục đó. Mà đến có 16 rep lận hơn cả mấy set trước. Quá đỉnh. Rep cuối chơi hết mình đi. Tầm này bộ đạo lý gì hả? Chơi hết mình luôn. Hết mình luôn. Để xem anh Duy thực hiện bao nhiêu rep trong set này. Set cuối cùng. Hey. Bắt đầu. Hey. Không sao, quá tuyệt vời. Tù đầu Kiều Phong luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xong. Không chỉ phút ân ân yêu cao trào mạnh liệt lẫn cuồng si. Hết một set. Yêu say sưa trên từng bước anh đi, đi hết cùng em. Mỗi set ôi chào của sao cũng ngồi lời hẹn hẹn trên trang thế còn đó, cơ bắp mạnh mẽ lực căng đầy cảm xúc, hứng chịu phong ba thầy để anh chở che, không để anh khóc dù một điều nhỏ nhớ. Mây mông như biển cả, ngọn sóng vô tình xô ngã âu lo. Trong phòng riêng, cơ bắp 45kg, 12 rep một set. Những qua nhỏ giữa một dạ đời sâu rộng. Theo định lý riêng dành cho cuộc sống, tôi nơi này hết lớn giữa đại dương. Lào khi anh hùng hoài bào quân vương, dừng say chiều đài dìm mơ đích thư, trái bỏ đi thêm chiều sau chi thứ. Bao mênh mang của xa lộ thành công, bản lĩnh can trường người anh lao thẳng. Lào khi kiêu hùng một chữ nhất đời gì. 45 kg. Anh nói cho em nghe nha, ở bên Mỹ không con nào dám đầu tư cái máy này. Mắc quá phải không? Đúng rồi, cái này thuộc dạng hàng quý tộc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài giật cầu dai, bạn thấy cầu dai có gì đẹp không? Đẹp thì học đi, đừng hỏi nha. Lên, lên, up. 1, 2, 4, 5, 6, 7.
nhớ cong lưng á. Cong là cong vậy nè ông má, không phải cong nhung tôm nha. Cho về phía trước giật, cứ như vậy là không vô nha. Mày bố giật gì nè, cứ thẳng bằng như giật gãy lưng chết luôn mà không vô. Không có thẳng lưng nha, có bài em chỉ nhiều lần thẳng lưng tập bậy không à. Hey. 2 3 4 5 6 7 8 9 đổ lên 10 11 12 14. Bài này cần khỉ gì đẹp, quan trọng vô thôi. Không mà cái cầu vai của anh đẹp thiệt. Thôi thôi khỏi khen. Dày. Xin trân trọng giới thiệu hàng thiệt, hàng natural nha. Được nuôi lớn một súp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 cái nữa 11 đúng lên 12. Chả còn mất thì mấy cái đá không ra đá đá. Thì mà lên tới tầng 5 rồi đó, anh Duy hy vọng là các em tập được bài này. Anh chỉ hy vọng thôi. Còn tập không được thì bỏ, tập bài khác. Tập bài này nè. Thì tập bài bull up. Bull up nặng hơn, bài lắp bull down nặng hơn. Thì thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 hay thon thức trước người tình nào khác. Tôi yêu em chỉ tình của hoa lá, không đua đòi không lừa dối chăn hoa. 12 trong hoa diêm đến cùng chỉ đôi ta, viết chuyện tình yêu dệt mộng thiều hoa. 12 rap một set, lưng mạnh mẽ nét ngược thêm căn phòng, đặt người sóng sóng bật dậy uy nghi. Nói chung bài này nó nhẹ thì nó không nhẹ, nặng nó không nặng, nó khó nó không khó, nó dễ nó không dễ. Tới tập trên cái máy 150 triệu đi hiểu à. Nè khác thơm lưng. Nè bây giờ anh Duy sẽ kích thích cơm kiểu khác. Tập cường độ chậm, giật dữ, giật dữ. 6 rep. Bảo đảm mày tập chừng 6 rep là banh cái mắt nghỉ luôn. Tập sao nổi nữa. Bây giờ đây là lý do anh ghi trong giáo án là từ 6 tới 10. Muốn tập sẽ tập nhiều cũng được hết á. Bây giờ có rất là nhiều cách kích thích cơ, chúng ta phải làm chủ được. Nè, cô chỏ không thẳng nha, cô chỏ thẳng vậy là không được, dễ vậy nè. Nè, chuẩn bị nha. Ta mơ về em, trong men say tình ái, như anh trai ngoan say mê đau con lôi. Mạnh liệt đôi môi, như nụ hôn tình cuối, dù là tình đầu đẹp bốn. Em ơi, tôi yêu em, năm. Dù tình còn hoa lá, không đua đòi, không lừa dối chăn hoa. 6 trong phòng riêng, tiếng cuốn chỉ đôi ta. 7 8 9 10 11 12 Gặp người sang sông, bạc dạy uy nghi. Cứ thích cơ kiểu khác em. Thì em tập 6 cái đủ yêu cầu rồi. Mấy cái sao tập sao kệ anh chứ. Đúng không? Không lẽ em quản anh cả ngày sao? Em quản anh trong công ty 8 tiếng thôi. Tụi em học được thì học, anh chỉ còn đi một vòng thôi. Anh đi một vòng, đầu đó anh hửi một cái, hửi không khí, đầu này anh hửi không khí một cái vô đây. Hít sâu thở đều nha, hít sâu thở đều. Cái chân vô để như vậy, ok đúng không? Rồi lên đây, lên đây, ngồi xuống. Thôi, cái này nó dính cái hàng em ơi, để tự anh làm cho anh chắc ăn nha.
này mà gái nào bám vào nó làm sao mà lên nổi. Con gái nó khác à. Con gái nó khác nha. Con gái nó 45kg nó vẫn đã tạ 10kg. Rồi xin giới thiệu với các em, đây là cái máy chèo thuyền. Cái máy này cũng là tác dụng như là cardio vậy thôi, chứ nó không có gì hết á. Nhưng mà cardio này cardio toàn thân phần trên. Cái máy này là cái máy đối lập với cái máy elliptical nha. Elliptical nó cardio phần đùi, còn cái này cardio phần trên là chính, mà đùi nó phụ nữa. Chúng ta có hai cái tập, một là chúng ta tập full, dùng chân đạp ra, dùng lưng kéo, dùng chân đạp ra, dùng lưng kéo. Còn hai là tập lưng fit lại, cách nào cũng được cả. Nói chung là cardio cũng tập gì tập. Thì cái máy rất đơn giản, cứ cầm ra kéo thôi. Cái này tập lưng phê lắm á. Đó không? Chèo, nó là tiếng Anh là chèo thuyền nha mấy em. Nha mấy em chưa biết tập bài này á, về mình tay cô mấy nhỏ là cá bà ba đó. Đó. Cô đá đỏ, cô đá đỏ bất hạ nha. Đó, Việt Nam mình nó chèo là chèo dày. Còn có chỗ chèo hai cây vậy. Thì cái bài này đó là nó mô phỏng vô động tác chèo thuyền hai cây. Đúng không? Mà hương ngọt đến từ miền đất quê. Họ ơi. Kết thúc thì thở ra, bắt đầu thì hít cô. Anh tập 5 phút. 5 phút. Có người tập 30 phút. Màu xanh cả đồng lúa vàng rực dưới ánh trăng thanh. Nhìn quê hương mang hình nắng tre quạt, từng ru tôi những điệu hát trên sông. Họ ơi, mà giờ đây chỉ dõi bước xa trông, ngắm hoàng hôn rơi trên từng chiếc lá. Biết ra đi là muôn vàn mai nhớ, nhớ những ngày thơ dại sống vui tươi. À, phần cardio hôm nay á, thì anh sử dụng máy elliptical cho mấy em. Nói chung là THOL là một máy xịn luôn mà. Cái máy này nó có rất nhiều chương trình đó. Nhưng mà hôm nay anh sử dụng chương trình là Fast Burn. Thì tập nhẹ thôi. Level 20, tập 5 phút liên tục. Không có interval nha. Giáo án Diệu Nguyễn Kim Phổ á, từng tầng nó dễ khó khác nhau, nhưng mà nó có nhiều cách để làm cho nó khó hơn. Đó là cường độ, cách tập, nhịp tập. Và bây giờ là xong chương trình cardio của Diệu Nguyễn rồi đó. Có 5 phút thôi. Ừ. 5 phút và 2 máy em. À. Cái máy trên kia 5 phút, máy dưới đây 5 phút nữa. Thế là mình đa dạng hóa cái vấn đề cardio của mình, thay vì là mình cứ một cái là chạy bộ. Đúng rồi. Cho nó đỡ nhàm chán. Đó, chính xác. Thì là cardio 10 phút. Cardio 10 phút tập gym. Bây giờ chúng ta nghỉ ít, nghỉ chừng 15 phút cho cơ thể nó về cái trạng thái bình thường. Xong rồi chúng ta phải nạp 2 muỗng súp nhen. Súp gì tùy à. Thằng thích chơi lean body, gái thì thích lean body for her. Ốm ốm thì mát, thằng thì liều quay đó, lum la hết rồi. Tùy. Phải nạp cơ thể của anh là phải nạp 50g protein sau tập, chắc chắn tối thiểu phải 50g. Rồi sau đó đó, nghỉ 1 tiếng đồng hồ ăn cơm. Ăn cơm rồi tắm rửa đi làm mấy em, làm buổi chiều. Giờ là 12 mấy rồi. Thấy không? Tập tính hết rồi mấy em. Nói chung là gym phục vụ cuộc sống mà. Nó phải là một thằng nó tập gym nó đẹp và nó phải kiếm tiền nhiều. Nó phải giỏi nữa. Thì nó mới thành cái túi của anh. Thấy không? Túi anh. Mệt quá gồng hết nổi luôn em. Mốt gồng rồi. Cái khăn này nó lạnh nó đã thật chứ. Mấy em thấy tướng ngon không? Hàng họ đồ thì ok. Có đi ăn bò bít tết bên Mỹ á, ăn một phần nó tới 1.500 calo lận. Nên nó hơi uống một chút. Nói chung anh tập gì chừng 2 tháng, 3 tháng là nó ngon à. Yes. Tập lâu mà dễ mà mấy em súp nhiều. Nhiều tiền, đều đủ điều kiện hết. Đúng không? Nhà có 4 phòng gym. Súp thì uống, thích khui thôi. Thích tập nào tập, thích làm nào làm. Miễn sao ngày mình làm đủ tiếng đủ giờ mình đủ mục đích của mình là ok. Đó đó là triết lý gym phục vụ cuộc sống. Mỗi thằng có ngành có nghề hết nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Duy Nguyễn Kim Phổ ngày hôm nay. Duy Nguyễn là gym chúa cũng là sếp tổng ở đây luôn.
Còn đây là Hương Trần là sếp phó, ở lại video sau những năm vắng bóng, tập trung cho công việc văn phòng. Và bây giờ thì lên chắc phải 5 cân rồi đúng không? À, hồi xưa là có 48kg, giờ 52. Rồi 52 lên, thôi à. Lên 4 cân. Rồi thì hy vọng là sau này Hương Trần sẽ sắp xếp được công việc của mình để quay trở lại với Gymbiz, chia sẻ những cái video tập luyện dành cho quý bà. Ồ, cho quý bà luôn. Quý bà luôn. Chứ giờ em là trâu quá xá, mạo quá thì Hồng Nhan không bị, còn gì là xuân em. Sao không xuân? Vẫn còn xuân mà mới có 32 à. 32 còn xuân hả? Mới có 32 thôi à. Câu này mới nghe, đúng là người ta 40, 4 mấy người ta còn hồi xuân, 32 là gì? Cái hồi xuân nó khác cái đương xuân nha. Nha. Thôi chào các bạn đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video gym phổ của anh Duy Nguyễn hôm nay nha. Hẹn gặp lại tái ngộ trong những video của Thu Hương, những series của Thu Hương nha. Bye bye. Ghê không? Series của Thu Hương. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.